Hello anh em nha. Hôm nay quay hai con da diết. Một con màu xanh Movita và một con màu đỏ đen nha anh em. Xe này, tất cả xe này là dọn phong cách đời cao. Dọn full mới, sườn lốc zin. Da diết Movita có logo đặc biệt 5000 chiếc nha anh em. Có logo đàng hoàng nha. Xe, tất cả xe đều là dọn full mới nha anh em. Full đồ 5BO, sườn lốc zin. Giá 65 triệu mỗi chiếc nha anh em. Xe dọn 65 triệu mỗi chiếc. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào phần giới thiệu chiếc xe. Huy Sport, số điện thoại 0933 95541. Mình xài duy nhất một số điện thoại này nha anh em, 0933 95541. Không xài bất cứ số nào khác nha anh em. Đó, hai con da diết xanh Movita và đỏ đen. Thì bây giờ mình sẽ vào phần giới thiệu chiếc xe. À, những cái món đồ quan trọng của chiếc xe này là đi đồ loại 1 nha anh em. Những món đồ quan trọng để cho anh em có một chiếc xe chuẩn để đi. Logo đặc biệt 5000 chiếc nha anh em. Còn xe đỏ đen này thì không có logo nha anh em. Tất cả chiếc xe đều là dọn full mới, hàng 5BO nha anh em. Clip sau là xe vậy nha anh em. Rất là đẹp. Đó, xe clip sau là xe vậy nha. Da diết xanh Movita thì cái phục sau là phục zin, phục loại 1, màu vàng nha anh em. Đúng đời xe. Thì xe nào cũng là sườn lốc zin, sườn đúng da diết mình dọn lên nha anh em, không có ba cái sỉ da sỉ bít nha. Lốc này không nói, này ba cái đồ này không nói, nhưng mà quan trọng lốc giữa nha anh em. Lốc giữa là lốc zin da diết nha anh em, không phải làm ba cái máy xe da sỉ bít đâu nha anh em. Ba cái máy xe da sỉ bít bùa lên là biết liền. Đó, lốc zin da diết, nó sườn máy zin đúng, hai cái quan trọng nhất của chiếc xe da diết dọn là nó phải. Vậy anh em bỏ ra số tiền lớn để mà mình dọn xe thì cân nhắc kỹ nha anh em. Xe rất là chi tiết. Phục trước zin loại 1 nha anh em. Đó, phục trước hàng zin loại 1. À, cặp lốp da diết nha anh em. Cặp lốp anh em nhìn nè. Lốp da diết. Gai gió còn nguyên nha anh em, chưa có mòn nha. Đó, mình lăn bánh vài vòng để kiểm tra xe máy móc thôi. Bình xăng 5BO luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn vô cái chữ mờ mờ đó là 5BO đó. Đó, 5BO anh em thấy không? Bình xăng zin 5BO nha, đúng 5BO của Z. Bình xăng loại 1. Bô 5BO. Anh em thấy không? Bô 5BO. Phong 933 95541. Bô 5BO. À, đồng hồ mình odo không nha anh em. Xe mới lăn bánh vài vòng để kiểm tra nha. Xe còn rô đai, anh em về chịu khó rô đai cho nó nhẹ xe nha. Nói chung là xe nào cũng sườn lốc zin. Quay xe này cho anh em xem luôn. Đó, bình xăng 5BO luôn nha anh em. Nhìn phía bên giò thắng nhìn vô anh em thấy có 5BO đó. Đó, nhìn phía bên giò thắng nhìn vô là anh em thấy liền. Xì tốt hoạt động ok hết nha. Xì tốt. Mình khi mình dậm thắng là cái đèn sau nó sẽ sáng. Cái phục sau của chiếc màu đỏ đen này là phục màu đỏ nha anh em. Đó, cây B đó, có cái tem cây B đó. Phục zin loại 1. Cái đời này thì cái phục màu đỏ. Ô 5BO nha anh em. Sườn quan trọng là dọn từ sườn máy zin của Z. Hai thứ quan trọng nhất, sườn máy đúng Z nha anh em. Em nhìn nó là biết. Sườn máy đúng Z. Phục trước. Đó, phục loại 1, cặp lốp da gió còn nguyên nha. Dọn rất là chi tiết, rất là kỹ càng nha anh em. Đó, bình dầu xanh. Xe nào cũng can xe ban hết. Để mình dặm cái thân thắng cho anh em xem. Huy Sport, số điện thoại 0933 95541 nha. 65 triệu nha anh em. Một chiếc xe như vậy là 65 triệu. Đó, mình dặm chung thắng là nó sẽ sáng vậy nha anh em. Xe còn xăng không em? Nổ máy thử cho anh em. Hả? Còn đúng không? Hai chiếc xe vậy. Còn mình nhìn phía bên giò số mà. Giò số mình vô là mình thấy cái chữ Mikuni, cái bình xăng nó có chữ Mikuni nha anh em. Sườn gấp zin.
có những món quan trọng đồ loại một đó, dàn áo mới loại một, dàn áo mới ken luôn. Giờ mình sẽ nổ máy từng chiếc cho anh em xem nha. Thôi bây giờ mình sẽ nổ máy trước chiếc màu đỏ này đi. Đây mình rớt cái dép vào nổ nha anh em, đạp thấp một vào nổ này không? Rất nhẹ cái giờ là nổ. Để bên một máy anh em nghe này, em ru nha, không có một tiếng động lạ nha, em ru. Máy rất là nhẹ. Trong thời gian canh xăng mình ru đai á, cho nên là gang tay mình chỉnh hơi lớn một xíu để cho mình ru đai cái máy cho nó nhẹ xe nha anh em. Đem về chịu khó ru đai cho nó nhẹ xe rồi mình chạy nha, mình kéo máy mình kéo nha. Rồi giờ thời gian nào mình có thể chạy ru đai chạy ta được, mình đừng có kéo quá rồi thôi. Kim tua lên đầy đủ cho anh em. Xem thử nha, mình rớt dép là nổi luôn. Đó, xe đạp nhẹ cái nổi lông tông liền nha nè, không có một tiếng động lạ đâu nha. Đó, máy rất là nhẹ. Xe nào cũng không có tiếng động lạ nha nè. Đó, anh em để bên cục máy anh em nghe rất là em, rất là nhẹ nhàng. Không giọng hú nha. Bao vấn đề là bao anh em. Còn kim tua lên đầy đủ hết nha anh em. Thì về phần máy móc thì mình chỉ giới thiệu cho anh em chơi vậy đó, có bảo hành cho anh em chơi. Anh em nào đam mê thì mình trải nghiệm. Có cần gì thì cứ liên lạc trực tiếp cho mình qua số điện thoại của mình là 0933 955 401, 0933 955 401 nha. Rồi xin phép chào tất cả anh em nha. 65 triệu anh em sẽ có một chiếc xe như clip, xe nào cũng 65 triệu. Xe Movita là có logo đặc biệt luôn. Đó, những cái món bùa quan trọng là 5 BU và hàng loại 1 nha anh em. Ở như mình quay clip đó vào hai cái thứ quan trọng nhất là sườn lốc zin. Sườn lốc zin nha anh em. Rồi xin phép chào anh em nha. Anh em bỏ ra đồng tiền để mà dọn một chiếc xe nó có giá trị thì anh em kiếm một cái chỗ uy tín để mà ấy nha. Rồi, cảm ơn anh em bỏ thời gian theo dõi clip của mình.